em tên là Phan Thủy Anh Đào, đến từ bệnh viện Đa khoa Xuân. Hôm nay thì em xin được thay mặt các anh chị lớp chăm sóc da khoa 44 của trung tâm nghề nghiệp thẩm mỹ FOV được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các thầy cô và các chị kỹ thuật viên đã hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình học và hiện tại cũng như là tại trung tâm. Em cũng muốn được bày tỏ cái sự kính trọng và rất ngưỡng mộ đến thầy Trần Văn Cá. Em thực sự là rất là ấn tượng với giọng nói trầm ấm của thầy. Khi mà học thì thầy luôn ân cần và quan tâm đến chúng em, và điều kiện cho chúng em có một cái lớp học rất là sinh động và thoải mái. Em cũng cảm ơn cô Mai Phương đã hỗ trợ tụi em trong suốt quá trình học. Cô rất là duyên dáng và vui vẻ ạ. Em cũng muốn cảm ơn các chị kỹ thuật viên đã luôn luôn nhiệt tình hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình học tại trung tâm. Các em đã được tốt nghiệp xuất sắc cả lớp. Thay mặt đoàn bệnh viện Đa khoa Tâm Hưng, chúng em cảm ơn trung tâm FOV, các thầy cô và chị kỹ thuật viên rất nhiều. Em xin chúc trung tâm phát triển, xin chúc các chị kỹ thuật viên sức khỏe dồi dào.